Rồi, chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay Dương tiếp tục đi thăm những cái bẫy rắn nha các bạn. Thì lúc này bẫy rắn thì chuột nó cũng khó lắm bạn ơi. Thì Dương cũng nhờ những anh em đồng nghiệp lân cận gần Dương chia lợi ích, thì bữa nay cũng mới có chuột đi thăm các bạn. Thì ở trong cái gốc đó đằng cây đó có cái bẫy rắn bạn ơi. Thì chuột lúc này cũng khó khăn lắm anh em đồng nghiệp ơi. Trên đây trên Dương chỗ Dương kiếm chuột hơi bị khó. Cái bẫy này Dương mới đặt, bây giờ không biết nó nằm chỗ nào nữa nè. Dương đi kiếm rồi. Đâu trời. Cái gì trời? Mở thộn thì làm nơi. Ở đây về cái làm cái hũ các bạn ơi. Ngập rồi bạn. Ngập nước. Không dính luôn. Cái đầu tiên không dính mà con chuột còn sống luôn được rồi. Bạn ơi trời ơi trời, sao mà lúc bữa hổm đặt mà không thấy ổ ong, bữa nay bước vô cái ổ ong mà trời. Giờ cái ổ ở đâu Dương chưa thấy được, thấy toàn con ong không. Cái bãi này là hồi tập trước là cái bãi cuối cùng luôn bạn. Giờ anh em vô thăm nó. Thăm nó trước, đi cái đường này trước. Hai lũ vô tự nhiên nó bay đến thì cái Dương bật máy điện thoại lên quay nè. Ổ đâu trời. Trời ơi trời. Bay ra quá luôn mà ơi. Thì đi mà bẫy rắn mà gặp nó tình trạng này nó quýnh rồi. Sưng mặt, sưng mũi hết. Thật tình. Toàn sát cỏ nó xẹp lép hết trơn. Này là đồng nghiệp vô. Có người đây đi vô tao biết mình bẫy gắn bẫy liền rồi. Tao mắc cái bẫy luôn. Lại luôn. Thua. Trời ơi, có hàng nè bạn ơi. Nặng nè bạn. Wow, hồi dện bạn ơi. Ôi trời, ngon lành. Đây đi Dương đặt lọc sư cua lại các bạn. Wow, trời ơi, trần hồi dện mới ken luôn bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, ký luôn, ngon lành. Tuyệt vời bạn. Để vừa đi kiếm chỗ khác bắt các bạn ơi. Hố vợ này ký nha bạn. Ngon lành rồi. Ký sướng rồi, mới vô mấy cái. Giờ này nó ngắn ngủn rồi bạn ơi. Mà thơm phức luôn. Hồi giờ nào dành cái gì bạn. Hồi giờ này ngắn ngủn rồi bạn. Bự lắm sao nó ngắn dữ ta. Đây. Con rắn đầu tiên luôn bạn ơi. Ngon lành rồi.
rồi, ai còn chẹp lép ở trên trời. Ồ, không dính luôn mà. Hiểu. Coi, con rắn hồi nãy Dương vừa bán xong luôn rồi bạn ơi. Thì đi về đường có anh em ta nhậu á, rồi hỏi mua Dương bán luôn rồi. Sáng sớm mà vô lúa rồi, vui vui sung sung rồi. Có hàng nữa bạn ơi, trắng phiếu. Ủa không được, cha cha, ngon hành bạn ơi. Ngon lành trên đào. Coi, hành này hành nhì bạn ơi. Nhì mà nhì ngon luôn, nhì 4-5 lạng á. Trời ơi trời, đưa đầu gì mà không ra trời. Wow, 5 lạng rưỡi bạn ơi. Con này gì không vô gắn nhất trời. Này nó hơi ngắn. Rồi, gắn về dính bữa nay gì là ngon. Bà cái luồng bẫy gắn này của Dương á, là Dương thăm 5 chiến rồi. Thăm 3 chiến đầu là bắt đầu Dương dời đi lần lần rồi bạn ơi. Nó thắt dữ lắm, 3 chiến đầu thắt lắm thắt. Sao có chiến này thấy nó ổn ổn lại nè bạn. Con này với con hổ dện là con thấy còn hơn là tuần trước, mấy tập trước nhiều lắm rồi đó bạn ơi. Ngon lành. Trời sao tàn sát hết trơn trời. Tàn sát bánh chạch hết trơn bạn. Còn cái bẫy anh ha. Còn cái bẫy ra đây. Chuột trời ơi, ngũ hành nhỏ ra đi luôn rồi. Ừ, chuột cắn chết que luôn rồi. Con hành này quá nhỏ, không ăn nổi con chuột. Con hiều ta. Tôi im gì mà nó dính trời. Đồ, chuột còn sống luôn. Nó ở đây quá ngon gì mà nó dính. Trên là bờ chuối rồi. Trên bờ chuối, dưới mấy mương. Nó dính trời. Tệ thiệt. Chuột ngấm luôn bà. Cá thay. Ủa, chuột chết nữa ta. Ủa. Nữa. Dính. Tại đây ngon về mà không dính trời. Chuột nó ra chào luôn, thua. Phát xe mịt lúa. Chỉ sao đi mấy cái lò mà Dương mới về. Chưa dính được. Nhẹ tưng luôn trời. Chuột chết rồi bà. Cái này bữa hổm Dương đặt có câu ong đây. Không biết chỗ nào. Chết quớt luôn bà ơi. Dương không dính kìa. Chuột còn sống luôn bà ơi. Đây cặp bà đá nó ngon gì mà nó dính chưa.
Sao có mất cái bẫy không? Bẫy này có ai thăm ruộng là mất liền. Gần đây con cá duyên thăm là duyên tổng kết luôn rồi. Bữa nay thắt nữa rồi bạn ơi. Cái này trời ở dàn bẫy này không có không biết chúng là gì luôn. Còn vợ nằm đâu không nhớ. Chỗ nào cũng như chỗ nào. Mấy bờ này chỗ nào như chỗ nào giờ không biết đường gỡ quá. Đâu khúc này có để Dương tạm dừng Dương kiếm cái bẫy này các bạn, nó đâu mất tiêu à. Đây bạn ơi. Ồ dính bạn ơi. Trời ơi trời không ngựa. Thôi được, cái kia không dính, cái này dính rồi. Không ngựa được, bự bạn ơi. Wow. Ngựa đen nha bạn. Cái cuối cùng lụm luôn. Quá trời ngựa luôn bạn ơi. Ngựa này khoảng 7-8 lạng nha. Không lành. Đấy. Rồi để đây, chúng lấy cái vỏ lại. Rồi chúng tổng kết thành quả luôn bạn ơi. Đây có con hổ hành, chúng con hổ hành 2 lạng mà Dương không có quay bạn nè, chúng còn có người nữa. Thôi thì bữa nay nói chung là cái dàn bẫy này lúc trước là 30-30 mấy cái bạn, mà nó mắc kiết rồi còn có khoảng 20 cái chứ. Cái luồng bẫy này thắt gì mà từ trước giờ chưa được trúng luôn, trời tháng mấy nay rồi đó. Thôi thì cho Dương kết thúc clip ở đây nha anh em. Dương cũng cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian quý báu của mình ra xem hết clip của Dương ha. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp nha. Bye bye. Hết kênh chào mọi người.